Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Nguyễn Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi người không bệnh tật gì có thể dùng cây xà đen để phòng ung thư hay không? Để giải đáp các thắc mắc trong quá trình sử dụng cây xà đen làm thuốc, để đặt câu hỏi các bạn có thể comment bên dưới video này, chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn. Bà Ngọc Hà ở Đà Nẵng có hỏi: cháu năm nay 23 tuổi, gia đình cháu có người nhà mắc ung thư. Cháu đã mua cây xà đen Hòa Bình sấy khô của cơ sở Thảo Dược Nguyễn Trần cho người nhà sử dụng một thời gian. Cháu thấy cây xà đen quả thật có tác dụng rất tốt. Hiện nay người nhà cháu đã đỡ nhiều, ăn uống tốt hơn trước rất nhiều, sức khỏe đã dần hồi phục. Vậy cho cháu hỏi, người bình thường như cháu không bị ung bướu, không có bệnh gì cả thì có thể sử dụng cây xà đen Hòa Bình để dùng hàng ngày như một loại trà được hay không? Cháu chưa có gia đình, sử dụng cây xà đen có tác dụng phụ gì hay không? Tại vì trong thời gian sắc thuốc cho người nhà, cháu đã dùng thử cây xà đen thì thấy xà đen Hòa Bình có mùi vị rất thơm và ngon. Mong sớm nhận được giải đáp từ cơ sở. Cháu xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Câu hỏi thứ nhất, người bình thường có dùng được cây xà đen hay không? Cây xà đen Hòa Bình được dùng cho người từ 10 tuổi trở lên. Không chỉ có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, cây xà đen Hòa Bình còn có tác dụng điều trị bệnh mất ngủ, tác dụng điều trị bệnh huyết áp cao, tác dụng điều trị bệnh viêm gan B khi kết hợp với cà gai leo và cây mật nhân, tác dụng cầm máu trị một số bệnh viêm nhiễm. Xà đen còn được dùng hàng ngày để giải độc cơ thể và tăng cường hệ thống miễn dịch. Câu hỏi thứ hai, dùng cây xà đen có ảnh hưởng đến việc sinh nở hay không? Trong quá trình sử dụng xà đen, chúng tôi chưa phát hiện thấy tác dụng ngoài ý muốn. Xà đen rất lành tính và không có tác dụng phụ với các loại thuốc tây. Và đặc biệt, cây xà đen không ảnh hưởng đến sinh lý. Đối với cả bạn nữ chưa lập gia đình vẫn có thể dùng xà đen hàng ngày mà không sợ ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể dùng cây xà đen hàng ngày để tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật và ngăn ngừa bệnh ung thư. Cách dùng cây xà đen dùng để hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Xà đen cả lá và thân 40g, cây bạch hoa xà thiệt thảo 30g, bán chi liên 15g, mảnh cọng khô 25g. Các vị thuốc trước khi dùng nên được rửa sạch một lần nước đun với 1,5 lít nước, đun cạn còn khoảng 600ml nước, uống sau bữa ăn khoảng 15 phút, nên uống khi thuốc còn nóng để đạt hiệu quả điều trị cao nhất. Dùng điều trị bệnh về gan, viêm gan B, xà đen 50g, cây cà gai leo 30g, mật nhân 10g hoặc có thể thay thế bằng cây an xoa. Các vị thuốc đem rửa sạch rồi sắc với 1,5 lít nước đun sôi để sôi nhỏ lửa thêm khoảng 15 phút cho thuốc ngấm rồi rót ra thuốc và dùng hàng ngày. Dùng hàng ngày để tăng cường sức khỏe và phòng bệnh. Xà đen cả lá và thân 70g đem rửa sạch, đun với 1,5 lít nước đun sôi rồi để khoảng 20 phút cho ngấm, uống thay nước hàng ngày. Nếu không có thời gian, bạn cũng có thể hãm xà đen bằng bình giữ nhiệt như pha trà tươi. Chú ý không dùng xà đen cho phụ nữ mang thai, không dùng xà đen cho trẻ nhỏ, phụ nữ đang cho con bú, người mắc bệnh về chức năng thận, không dùng nước xà đen để qua đêm. Để mua được cây xà đen uy tín chất lượng, các bạn có thể liên hệ đến công ty Thảo Dược Nguyễn Trần, địa chỉ 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0906 852 188. Cuối cùng, các bạn có thể để lại câu hỏi, thắc mắc và kèm theo số điện thoại bên dưới video này. Chúng tôi sẽ liên hệ và trả lời trực tiếp cho các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.